tay á, năm năm đấy lắm, tháng một á, đấy. Trang nó hỏi là thứ bảy đó, thứ bảy đi. À em không Trang hả? Yeah, nói là... nhưng mà nói Trang mở lên app All Sister All Brother Come Bên Đất đi. You can tap sơ chứ hả? She's in Hawaii. Rồi cuối tuần anh em họp mặt sương sương chút xíu đi bà con. Giờ đi chưa làm chưa về đó, mình hổng mình làm trước á. Đừng lớn nha. Chỉ là ngày 25, 25 là mùng 1 rồi đấy. Là mùng 1 rồi, mình làm mùng 1 đấy chứ thứ 6 ai cũng đi làm á. Em book là ngày 19 đó nha. 19 gì? Ngày 19 tháng 1. 19 rồi thứ mấy? Tháng 1. Thứ 7. Thứ mấy? 7. Ồ, 7. 7. Thứ 7 chủ nhật, chủ nhật. Chủ nhật hả? Nó được. Chủ nhật cái đó chỉ kêu anh mình đi theo thôi. Mấy giờ bà? Chủ nhật ông không đi đâu, mai ông đi làm mà. Gì? 6 giờ. 5 giờ. Tại vì 20 là sinh nhật của bà má nữa, cho nên làm 19 cái 20 luôn. Ồ. Sao tao không gom lại tao làm lần luôn, làm chứ 20 lần vậy? Làm 1 lần luôn đó. Ồ. Chẳng có nói mấy giờ? Đây là nó 19 mà bà má 20. Thứ 7 sớm đi hả? Thứ 7 mình... Ồ, thứ 7 em cũng đi làm gì hả? 4 giờ hả? 5 giờ hả? 4 giờ hả? Hả? Giờ nó muốn gọi sớm 8 giờ đi đâu rồi chạy, nó cũng gọi 4 giờ cũng được. Ừ. Ai đi đâu đây, nó nói 4 giờ 8 giờ nó phải đi cái tiệm khác. Rồi làm miếng gọi ấm lòng đi, chờ trong thời gian chờ đợi người ta tới đi. Thôi vô cái đây mời các bạn cái coi. Đường ở Hàng Quay xuống kìa. Ông đi làm công chuyện mà. No, she's walking through the mountain and the park right now. Nóng này lắm ba. Ừ. Hey. Yeah. Rồi mời các bạn miếng gỏi nha. Vẫn ngon như thường. Cá của mình nó. Nói giờ nãy giờ hai vợ chồng tiên bay qua mình chưa quay cái. Là ăn nhậu không? Ấy năm mấy năm trời mới gặp lại Huyền này. Không em làm nửa lo. 2 năm rồi mới gặp. Tiền đeo đây coi thử có cái thùng không không? Thùng thùng gì em? Không có, không có, không có. Để anh để em thùng bia không có, có bia đây à. Thùng bỏ lo rồi. Cái bao bịch. Em. Em lấy em liền ra ngoài đi. Lấy bia bỏ ra ngoài, liền ra ngoài đấy. Đó lại thôi, được bà tiền khỏi đi. Khỏi đi. Quay đó hết rồi em. Đi đem bia ra ngoài đi. Đầy hết rồi, đầy hết. Bỏ đây đó. Bỏ ngay chỗ trống đó đó. Bỏ dưới cũng được em, bỏ dưới cũng được. Ngay chỗ đó trống bỏ đại đi. Tiền mình những đồ. Làm nửa lon thôi hiện. Dạ không. Đó. Này cá sao? Rượu, rượu. Cá spring á. Spring mình á. Quá ngon luôn á. Tại vì nó gấp còn rượu bỏ vô. Cắt xong nặng chanh vô đó xong nó dai. Nè tiền nè. Em múc một chút xíu em bấm mang qua giùm anh em ly. Ở trên á hả? Ở trong nồi á. 2 phút. Thôi mà chú cái đây vô cái ai. Cheers. Bữa nay là anh em gia đình mình quậy thôi chứ không có tạp nhạc tùm lum la hát cho nó đã một bữa. Hổng giờ con cũng ghiền hát lắm chứ đâu có giỡn đâu. Đâu có được. Có thịt muối, có thịt, có đậu phộng, có đậu đen, có lá dứa này ngoài. Bắt đầu anh rồi hả đi bay? Thiệt á. Đây không?
Nào các bạn không? Ăn nhậu chiều giờ mình với Nguyên gần chín rồi, giờ mấy người này mới tới nè. Rồi vô cái đi, mời các bạn cái ngay. Vô. Đi đâu đây, em hỏi nè. Vô. Đây đây. Hồi bữa thì mình đón Tết tại Tây, bây giờ là mình đang đón Tết Việt Nam. Rồi những người nào có muốn nói gì về Việt Nam, ai nhớ người Việt Nam bây giờ có muốn nhắn gửi gì trong này không? Anh em quay qua đây để đây. Đó quay bên kia trước chứ, quay kia trước. Hôm nay là kỷ niệm 11 năm ngày cưới của em, cũng là birthday của em nhưng mà không có anh em buồn. Em mùa đông này em lạnh rồi. Đó, không muốn nhắn gửi sau đầu kia. Nhưng mà em phải nhớ về bấm YouTube 175 mới coi được nha. 175 nha, nhóm thư giãn. Rồi, không biết. Nhớ em cảm ơn cả nhà. Nhưng mà nhớ là like và subscribe kìa. Thảo cười hoài luôn anh dễ chị nè. Đấy, có muốn nhắn gửi gì nữa là đâu cần rồi, tối về tao phay thêm cho chồng tao à. Rồi, anh nhắn gửi gì nói đây nè. Thôi đừng nói chạy cái mắt mất công lên nè. Mất công chỗ nữa. Chỉ có anh tiên được cái là nó đúng rồi. Đúng rồi. Mấy đứa mà thiếu quán một tình. Đánh hoài đó. Đúng rồi. Bữa nào đánh em sống ra chui lên kia ngồi anh tính queo mình sao chết luôn. Đâu nhặt sống nhặt chết không à. Anh tính queo à. Gia đình Cường với tóm lợi trong nhà con cũng ngồi ra ngoài. Ok, bưng lên mời các bạn cái coi. Một hay ba đàng hoàng, Thảo đâu cái miệng đó rồi. Bình thường nó uống bia nó la vậy, không biết nó nựng vợ nó có la vậy không ta. Hey, các bạn do chuẩn bị đón Tết Việt Nam nhé. Đón Tết Việt Nam hơi bị sớm luôn á. Anh em họp mặt thôi, chuẩn bị đón Tết Việt Nam thôi, chưa? Hello! Vô cái đây, mời các bạn gái đây, 1, 2, 3, vô cái đây, Thảo! 1, 2, 3, vô! 2, 3, vô! 2, 3, vô! Quá dữ luôn! Thái Thảo, mình nói ca sĩ vừa không hát, chờ chừng nào hát nữa. Hát đây, hát. Hello Tiên. Ô ca sĩ ra đi chứ dữ ra. Yeah.
đây cũng bên nhau. Này còn đông nữa, muộn về trong thương nhớ, người đi nhớ thương. Không biết cái tay của Thảo nó rửa cho mà lấy nó sắc ác á. Gà là gà chạy bộ đi đâu giá sáng về ha. Từ từ em, từ. Xin lỗi, ca sĩ có muốn chồng nữa không? Một dĩa được rồi, chút xíu cũng hết rồi. Vô đây. Tiên, em gấp một miếng gà em cắn nữa coi. Đồ nó ôm dữ luôn á. Ê, ai có nè.
mới qua phải kêu, kéo ra nè. Sao nó bỏ đi đâu ta? Tụi nó quay nó tan qua nó chết miệng. Tôi vì sao thế anh làm gì có lỗi.
Mặt này nó vàng quá.